Hello. Uh, <coughs> chào các bạn đây là cái bài học uh, giới thiệu môn học cho môn lập trình web 2 để phát triển các ứng dụng web với BB và uh, hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL uh, nội dung slide của ngày hôm nay sẽ trình bày với bạn một số cái thông tin liên quan đến môn học uh, đầu tiên là cái thời gian học uh, mục tiêu môn học nội dung chương trình học mình sẽ học những gì kiến thức yêu cầu tài liệu tham khảo và cái À, đánh giá kết quả thôi à, môn học của mình được kéo dài trong vòng 45 tiết lý thuyết à, thông thường sẽ là à, 15 tuần à, trong vòng 15 tuần à, trong đó thì bao gồm cả 30 tiết lý thuyết 30 tiết thực hành thì thời gian thực hành à, các bạn sẽ làm bài ở nhà và à, được nộp bài trên hệ thống e-learning của à, Đào tạo Từ Xa À, 45 tiết lý thuyết này thì các bạn được à, trình bày qua cái à, Mbook Và cũng như là được à, trình bày trực tuyến Trình bày lại trong cái buổi à, trực tuyến của môn học Thông thường trong cái quá trình trình bày trực tuyến Thì các bạn sẽ có phần bài tập làm trực tiếp Thành ra hy vọng các bạn sẽ tham dự à, Dành nhiều thời gian tham dự cho buổi trực tuyến nhiều hơn thì Lúc đó các bạn có thể trao đổi và, và hỏi à, Trong quá trình à, trình bày lại những cái slide đã được trình bày trong Mbook rồi à, mục tiêu của môn học à, môn học này là một môn học à, giúp cho các bạn phát triển các ứng dụng à, web chạy trên nền PHP à, do đó mục tiêu của môn học bao gồm bốn mục tiêu chính thứ nhất à, các bạn phải nắm vững được các khái niệm và kỹ thuật lập trình web với ngôn ngữ server PHP à, cái thứ hai là các bạn phân tích quy trình nghiệp vụ và xây dựng à, hoàn thiện một cái ứng dụng web à, với ngôn ngữ PHP và lưu trữ dữ liệu trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL đó là cái mục tiêu thứ hai à, trong quá trình học thì cái mục tiêu thứ hai này các bạn được thể hiện thông qua những cái ví dụ và và một cái ví dụ lớn vào cuối môn học và cái phần này các bạn cũng được à, đánh giá thông qua một cái bài tập mà các bạn à, một cái đồ án nhỏ làm cá nhân các bạn nộp ở nhà à, cái thứ Mục tiêu thứ ba là các bạn được giới thiệu về à, khảo sát một số vấn đề à, liên quan đến an toàn và bảo mật cho các ứng dụng web và cuối cùng là các bạn phải triển khai được hệ thống web này trên mạng inter internet hoặc là internet internet là các bạn sẽ triển khai thông qua localhost và internet thì các bạn phải up lên một cái host miễn phí nào đó. thì trong quá trình khi mà các bạn học à, học trực tuyến thì tôi sẽ hướng dẫn và giới thiệu các bạn cách triển khai à, khai một cái hệ thống web trên 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 môi trường internet còn trong à, trong m thì có thể cái phần này mình sẽ không được à, trình bày rồi lúc đó mình sẽ trình bày trực tiếp trên hệ thống rồi thì đây là phần nội dung của à, môn học à, môn học à, được chia ra làm rất là nhiều chủ đề à, mỗi chủ đề thì sẽ được trình bày cho các bạn trong một buổi hoặc là hai buổi à, trong trong cái bài học thứ hai các bạn sẽ được trình bày về cái môi trường lập trình với ngôn ngữ PHP thì trong cái bài này các bạn phải cài đặt được web server và sử dụng một trong các các ngôn ngữ các trình IDE để hỗ trợ mình lập trình với ngôn ngữ PHP. Qua buổi thứ hai thì các bạn sẽ được trình bày về ngôn ngữ PHP cơ bản. Đây là cái slide để giúp cho bạn nắm được những cái kiến thức cơ bản về một cái ngôn ngữ lập trình. Qua cái buổi thứ ba các bạn chuyển qua phần cấu trúc điều khiển. À, ở đây thì các bạn sẽ à, được trình bày các cấu trúc điều khiển à, trong cái lệnh à, BSB và các bạn sẽ có một số bài tập liên quan đến cái phần này à, để giúp cho mình có thể hiểu cái cách tương tác giữa web server và client à, qua buổi thứ tư các bạn được trình bày về hàm và mảng à, qua buổi năm thì các bạn được trình bày về hướng đối tượng trong BFP, à, cách khai báo khai báo lớp, à, sử dụng lớp đối tượng như thế nào, à, cách hủy lớp như thế nào thì trong à, buổi thứ năm sẽ được trình bày. qua buổi thứ sáu thì các bạn à, được trình bày về cái cách truyền nhận dữ liệu trong BSB à, và cách thiết kế những cái form à, để truyền dữ liệu và cách viết những cái trang xử lý à, để xử lý những cái dữ liệu nhận được. À, khi mà form truyền lên hoặc là mình truyền trên những cái đường dẫn URL và mình sẽ xử lý lệnh như thế nào thì trong buổi 6 này các bạn sẽ được trình bày. À, qua buổi 7 thì các bạn được trình bày về kỹ thuật upload file. Thì trong phần này các bạn sẽ học kỹ thuật upload file cũng như việc các bạn à, xài những cái à, chiến lược để các bạn upload nhiều file lên trên hệ thống à, thống server của mình. qua buổi 8 thì các bạn được trình bày về session và cookie. À, buổi 9 thì các bạn được ôn lại cơ sở dữ liệu à, mạ sql. À, trong phần này thì các bạn sẽ được à, giới thiệu lại à, những cái nội dung cơ bản nhất của môn cơ sở liệu. sau đó thì các bạn được À, hướng dẫn qua việc sử dụng cái hệ quản trị cơ sở liệu mã SQL thì trong buổi 9 các bạn sẽ được trình bày Qua buổi 10 thì các bạn sẽ học cái cách kết nối cơ sở liệu mã SQL với VB thì um, cái buổi 10 này có thể các mình sẽ học trong vòng 2 tuần à, trong hai buổi à, để các bạn một buổi thì các bạn được trình bày lý thuyết và một buổi thì các bạn được trình bày dưới dạng demo. À, qua tuần 11 à các bạn được học về việc quản lý dữ liệu trên trên web blog à có nghĩa là mình sẽ xây dựng một cái ứng dụng nhỏ là web blog. thì từ cái 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 ví dụ demo này các bạn sẽ sẽ cần phải xây dựng một cái à, bài tập của riêng mỗi cá nhân để cho à, à, cho kết thúc cái môn học này các bạn phải nộp cái bài tập cá nhân này. à tuần 12 13 à có thể cái web blog mình sẽ học trong vòng 3 tuần. Rồi à 3 3, 3 buổi À, hai buổi còn lại thì các bạn sẽ được trình bày vấn đề bảo mật và một số các công nghệ khác của web nếu còn thời gian à, thì đây là cái phần nội dung chính của cái chương trình chương trình học cho cái môn web 2 sau khi đã thay đổi so với cái chương trình web 2 cũ ha à. Đây là phần yêu cầu về kiến thức à, về cơ bản thì các bạn phải có được những cái kiến thức căn bản về cơ sở liệu mặc dù mình có một buổi à, học về cơ sở liệu nhưng mà à, những cái kiến thức cơ bản về cơ sở liệu các bạn phải được nắm được lấy ví dụ như là thế nào gọi là khóa chính khóa ngoại hoặc là kỹ thuật thiết kế khóa chính khóa ngoại như thế nào thì à, mình phải ôm lại trong cái môn nhập môn cơ sở liệu rồi ngoại trừ kiến thức về cơ sở liệu thì các bạn phải nắm vững các kiến thức về html và css à, javascript thì không cần lắm nhưng mà html và css các bạn phải nắm vững có nghĩa là cái cách khai báo tạo ra thẻ html ý nghĩa của những loại thẻ html là gì thì trong cái phần à, 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 HTML này thì các bạn à, ngôn ngữ HTML và CSS các bạn phải nắm vững phần đó riêng CSS thì các bạn phải nắm được để các bạn làm giao diện làm giao diện trong 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 cái môn web của mình à, về kiến thức căn bản, về kỹ thuật lập trình có nghĩa là các bạn phải có những kiến thức nền tảng về cấu trúc dữ liệu à, và giải thuật thì mấy cái kiến thức đó thì mình phải nắm được tại vì trong quá trình học cũng như khi các bạn làm bài tập thì có một số bài tập liên quan đến kỹ thuật lập trình Thành ra, nếu mà mình không nắm được thì mình sẽ không làm bài được <laughs> rồi à, nắm được quy trình thiết kế web thì phần này trong phần web một à, các bạn đã được giới thiệu à, nếu bạn nào mới vừa học web một học kỳ vừa rồi thì các bạn à, đã được giới thiệu cái phần này nhưng mà giới thiệu à, không có không có sau mình chỉ giới thiệu trong vòng một buổi học thôi à, thành ra là trong à, trong nếu mà học lại nếu còn thời gian thì các bạn sẽ được giới thiệu cái này một tí để cho mình có cái à, kiến thức về cái việc à, thiết kế cái, cái web và đánh giá một cái website thế nào là một website tốt rồi thì đây là những cái tài liệu tham khảo à, slide bộ slide soạn cho cái à, môn học này à, được trình bày dựa trên à, kiến thức của những cái à, tài liệu ebook À, trên trên đây. Nếu bạn nào cần thì các bạn báo thì tôi sẽ gửi link cho bạn download. Hoặc là các bạn có thể tìm trên Google và mình sẽ download những cuốn ebook này ha. Rồi, về cái phần đánh giá kết quả học tập thì kết quả học tập của mình sẽ được à, à, phân ra trên nhiều cục điểm khác nhau. À, đầu tiên là về phần lý thuyết thì trong mỗi buổi học các bạn sẽ có à, bài tập lý thuyết được giao về nhà. Thì những bài tập lý thuyết đó các bạn phải làm và các bạn báo cáo, cáo nộp lại trên hệ thống e-learning. À, à, cái thứ hai là những cái buổi kiểm tra giữa kỳ. Có nghĩa là à, trong sau khi học được vài tuần, tức là cứ cách nhau khoảng chừng 2 buổi học thì các bạn sẽ có một buổi kiểm tra. Thì buổi kiểm tra này các bạn được kiểm tra khoảng chừng à, 15 cho đến à, 30 phút à, đầu buổi học đầu buổi học hoặc là cuối buổi 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 học thành ra các bạn nếu bạn nào mà không thể nào mà tham dự buổi học trực tuyến thì những cái buổi kiểm tra này các bạn nhớ tranh thủ một tí à, tại vì buổi kiểm tra này sẽ không báo trước à, thông thường để cho các bạn à, có việc à, phải à, công bằng trong việc học tập thì à, đầu buổi học thì nếu có kiểm tra tôi sẽ báo và trong vòng sau khi báo xong thì à, trong thời gian 15 đến cho 30 phút thì các bạn phải làm bài kiểm tra và nộp lại Ha, thì đây là phần và cuối kỳ mình sẽ có một bài thi viết à, các bạn sẽ thi viết trong cái nội dung thi cuối kỳ này à, về phần thực hành thì các bạn à, có một cái bài tập à, thi à, thi vào cuối kỳ thi vào cuối kỳ và một cái đồ án mà các bạn phải nộp kèm theo à, để lấy cho hai cục cục điểm ok ha yeah. rồi thì đây là à, thông tin về à, Uh, liên hệ của tôi uh, nếu các bạn tại học kỳ này tôi được phân uh, quản lý cho môn web 2 thành ra uh, nếu có thắc mắc gì các bạn có thể gửi mail cho tôi vào uh, địa chỉ mail như ở trên slide uh, tôi làm việc ở uh, trường khoa học tự nhiên uh, tọa lạc ở địa chỉ 227 Nguyễn Văn Cừ phường 4 quận 5 và một số cái phòng làm việc phòng y 84 nếu các bạn có thắc mắc thì các bạn có thể gửi email trực tiếp và trong quá trình gửi email thì các bạn phải ghi đầy đủ các thông tin liên quan đến cá nhân của mình cũng như là lớp mà mình đang tham dự. Tại vì ngoài cái hệ đào tạo từ xa này, tôi còn dạy môn này ở những cái hệ khác nữa. nhà các bạn phải báo là các bạn học hệ nào thì tôi mới có thể trả lời thắc mắc cho các bạn à, tương ứng với nội dung mà các bạn đang được theo học. Thì đây là những cái à, nội dung cơ bản mà giới thiệu sơ về cho môn học này à, trước khi các bạn bắt đầu cho cho những cái à, bài học cái kế, kế tiếp.